Thực sự là tôi đầu tiên tôi đọc cái tin này thì tôi khá là mừng. Ban đầu ấy, tức là bảy người con giành cái quyền báo hiếu với người mẹ của mình, và thậm chí là họ mong muốn nuôi mẹ, chăm sóc mẹ rất nhiều, đến mức mà các bên không thể phân được với nhau bằng cách thỏa thuận mà là phải mang ra tòa án. Đầu tiên tôi nghĩ đấy là cái việc mà rất tốt, nhưng mà về sau tôi mới phát hiện ra là mọi người đang tranh giành cái việc nuôi mẹ để làm gì, để tước đi cái quyền của người khác chăm sóc mẹ của mình. Đây là một việc thực ra là nó khá là hy hữu, nó rất là ngược đời, nhưng mà nó lại ẩn chứa một cái sự thật rất đau lòng, đó là bảy người con này không thể tự thỏa thuận được với nhau và xảy ra tình trạng tranh chấp sâu xé giành cái quyền và giành cái nghĩa vụ nuôi người mẹ của mình. Nhưng mà không phải vì người mẹ đâu, vì người ta muốn xây dựng, muốn củng cố một hình ảnh rằng là ai được chăm sóc mẹ là người biết báo hiếu, và để phủ nhận cái công sức, cái tình cảm của những người khác. Thực ra đây là một cái cuộc nổi da nấu thịt. Tôi đã từng biết một cái câu chuyện mà đã được xây dựng thành kịch, thành phim. Đó là việc năm sáu người con nuôi mẹ, sau đó là cân mẹ từng tháng một, tức là mỗi người con nuôi mẹ khoảng 3 tháng, sau đó lại cân mẹ lên để đảm bảo là trọng lượng của mẹ không thay đổi, sau đó lại chuyển sang cho người khác chăm sóc tiếp một vòng. Và những người con này thì họ không chịu nuôi mẹ. Nhưng mà ở đây thì cái sự kiện là 7 người con tranh giành quyền nuôi mẹ, nhưng mà nó cũng đau lòng, thậm chí nó còn đau lòng hơn rất là nhiều. Và đây nó là một câu chuyện thật chứ không phải câu chuyện hư cấu nữa. Thế thì chúng ta đánh giá thế nào về việc này? Thưa với các bạn, luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định rất rõ tại điều 71. Theo đó thì cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng con cái, và ngược lại con cái cũng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ khi về già, khi yếu đau, khi mất năng lực hành vi dân sự. Và nếu trường hợp mà có nhiều người con thì những người con này sẽ tiến hành việc là thỏa thuận với nhau để cùng chăm sóc. Nhưng mà đúng là nếu trường hợp mà họ không thỏa thuận được với nhau về quyền chăm sóc thì phải ra tòa tranh chấp thật. Thế nhưng mà điều gì nó xảy ra sau phiên tòa này? Phiên tòa này đã xét xử kéo dài và sau đó đã ra một phán quyết đúng với quy định pháp luật, đó là các người con được tuần tự, được lần lượt mỗi người nuôi mẹ 6 tháng. Và người đầu tiên được nuôi mẹ là sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2023, và sau đó 6 tháng thì lại chuyển giao cho người khác. Và đây là một sự thật hy hữu, một sự thật đau lòng mà nó đánh động cái lương tri trong xã hội và đặt ra câu hỏi là chúng ta có cái giải pháp nào để giải quyết cái trường hợp này để cho nó vượt ra ngoài cái khuôn khổ pháp luật và chúng ta giải quyết tốt hơn hay không? Tất nhiên nếu chúng ta không thỏa thuận được thì chúng ta phải mang ra tòa phân chia là đúng. Thế nhưng mà chúng ta có một cái cách thức để hạn chế, để tránh cái trường hợp này. Chúng ta có thể kể tới như thế này. Khi mà người cha người mẹ trước khi bước vào cái tuổi già, đến cái việc là cần phải nhờ con cái chăm sóc, thì người cha người mẹ lên thỏa thuận, lên phân chia về tiền bạc, về tài chính, về đất cát, và xác định là tâm lý ở phù hợp nhất với người con nào. Thì chúng ta xác định rõ cái việc đấy, tiến hành họp gia đình, phân chia quyền lợi, phân chia nghĩa vụ, và sau đó chúng ta sống với một người con phù hợp nhất. Chứ còn trong trường hợp này thì tôi thấy rằng là người già đã không chuẩn bị trước cho cái việc này và không chuẩn bị trước cho cái hậu quả đau lòng này xảy ra, nên là dẫn đến cái việc những người con là không tiến hành thỏa thuận phân chia được cái quyền lợi. Và đây là cái việc mà rất đáng tiếc. Đấy là về phần người cha người mẹ. Còn về phần những người con thì tôi thấy rằng là chúng ta mang ra phân chia quyền nuôi cha mẹ thì nó cũng đúng theo pháp luật thôi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ tạo ra một cái hình ảnh, một cái âm hưởng gì trong cái gia đình mình, đúng không ạ? Những cái người mà phân người con và phân quyền nuôi cha mẹ thì về sau cũng sẽ trở thành cái người được con cái nuôi dưỡng. Thế thì sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, đúng không? Những người con sau này cũng sẽ mang những cái người hiện giờ đang tranh giành
ra giành cái quyền nuôi con thì có đau lòng hay không. Đó, đây là cái việc mà chúng ta đang sử dụng pháp luật một cách quá mức, quá đáng. Chúng ta quên đi cái đạo lý, cái truyền thống và cái hậu quả về mặt tâm lý sau này đối với chính bản thân những người đang tranh giành. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là cái khâu hòa giải ở cơ sở, cái truyền thống nề nếp gia đình nó không được củng cố một cách tốt đẹp. Nếu có một cái việc hòa giải tốt tại cơ sở theo cái pháp lệnh hòa giải cơ sở, rồi là các ban ngành đoàn thể ở địa phương, các cái tổ chức như người cao tuổi, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, nếu chúng ta phối hợp tốt thì cái hậu quả đau lòng này chắc chắn đã không xảy ra, đúng không? Và chúng ta cứ nghĩ đến cái việc là cứ 6 tháng sau thì chúng ta lại cân mẹ một lần, chuyển sang cho người khác. Sau đó 6 tháng chúng ta lại cân mẹ một lần nữa, chuyển sang cho người khác nuôi hết 7 người con, thì nó có đau lòng hay không? Có rất nhiều cái vấn đề thuộc về đạo đức, thuộc về truyền thống, thuộc về tâm lý mà pháp luật không nên xử lý. Và có xử lý thì cũng khó mà có thể đạt được cái hiệu quả. Nên đây là một sự việc đau lòng, hy hữu nếu chúng ta có sự chuẩn bị trước từ cha mẹ, từ con cái, và chúng ta phân chia sắp xếp sớm cái điều này thì hậu quả đau lòng, hậu quả đáng tiếc như vậy đã không xảy ra. Đây là một việc mà nó có lỗi từ tất cả các bên, từ người cha, người mẹ, từ người con và từ cả một cái hệ thống hòa giải cơ sở đã không làm tốt nên dẫn đến hậu quả đau lòng.